Hội Thánh Gia Đình, dòng chảy 70 năm ân điển. Sự chuyển động của dòng chảy lịch sử nhân loại nói chung và Hội Thánh Chúa nói riêng luôn nằm trong sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Khi nhìn lại dòng lịch sử, chúng ta phần nào thấy được bức tranh hết sức vĩ đại mà tay Chúa đã làm nên. Bức tranh ấy được thể hiện qua từng nét vẽ của mỗi cuộc đời theo Chúa và tạo nên những khác biệt bởi ơn từ Thiên Thượng phủ bao trên cộng đồng con dân Ngài. Cảm tạ Chúa, Hội Thánh Chúa tại Gia Đình đã trải qua dòng lịch sử 70 năm hình thành và phát triển. Đây cũng là dịp mà tôi con Chúa tại Gia Đình nhìn lại quá khứ để nhận biết bàn tay của Chúa luôn hành động, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn về ân điển của Chúa, cũng như kết ước noi theo dấu chân Chúa trong một giai đoạn mới. 70 năm hình thành và phát triển của Hội Thánh Gia Đình gắn liền với sự thay da đổi thịt của Sài Gòn Gia Đình khi xưa, cũng như sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Đi song song cùng với chiều dài lịch sử phát triển của Sài Gòn, Hội Thánh Gia Đình cũng đã trải qua những nốt thăng trầm mà có lẽ một đời người 70 năm đều đã bước qua. Cách đây 100 năm, tại khu vực Gia Đình chưa ai biết đến hai chữ Tin Lành. Thế nhưng vào năm 1926, truyền đạo sinh Bùi Tự Do bởi sự sai phái của Chúa đã đến mướn một căn phố tại chợ Gia Đình, nay là chợ Bà Chiểu, để đặt nền móng cho sự phát triển Tin Lành cứu rỗi. Sau đó, truyền đạo sinh Kiều Công Thảo và giáo sư Pierre Casson đã đến tiếp nối công việc rao giảng Tin Lành. Năm 1928, truyền đạo Lê Văn Quế đến để duy trì công tác giảng Tin Lành tại đây. Tuy nhiên, đến năm 1929, tình hình rất khó khăn và không thuận lợi về việc giảng đạo tại vùng đất Gia Đình buộc phải tạm ngưng một thời gian. Năm 1937, mục sư Lê Đình Tươi, hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đến kiêm quản nhiệm Hội Thánh Sài Gòn. Mục sư Lê Đình Tươi đã cậy ơn Chúa mở một hội thánh mới tại Phú Nhuận. Ngày 28 tháng 6 năm 1938, truyền đạo sinh Phạm Văn Năm đến đây hầu việc Ngài suốt trọn một năm. Khi đó, hội thánh mướn một căn nhà gạch gần ngã tư Phú Nhuận, phần trước biệt riêng làm nơi thờ phượng Chúa và truyền giảng, có đông người đến tham dự và tin nhận Chúa. Một năm sau, năm 1939, truyền đạo Nguyễn Ngọc Chiếu cũng được sai phái đến tại Phú Nhuận để hầu việc Chúa. Tuy nhiên, do những ảnh hưởng của thời cuộc và chiến tranh sau đó, công việc Chúa tại đây lại bị gián đoạn, ngưng lại một thời gian dài. Sau những nỗ lực ban đầu mở Hội Thánh Chúa tại khu vực Gia Đình không thực sự kết quả, vào năm 1950, Chúa cho công tác truyền giảng Tin Lành tại nơi đây bắt đầu hồi phục. Với những chuyển biến về mặt chính trị cùng với sự phát triển xã hội, nơi đây trở thành trung tâm kinh tế thu hút người dân từ các vùng lân cận đến sinh sống và làm ăn. Dân số lên đến hơn 1.500.000 người lúc bấy giờ. Hòa trong dòng người này có không ít tín hữu Tin Lành. Đứng trước cánh đồng truyền giáo rộng lớn đó, ông bà giáo sĩ I.R. Stebbins được Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp sai phái đến vùng đất Gia Đình với mục tiêu mở một hội thánh nơi đây. Ông bà đã cậy ơn Chúa bắt tay vào việc chứng đạo và thành lập được điểm nhóm mới tại Châu Thành Gia Đình. Đồng thời, thuê một căn nhà với kiến trúc kiểu Pháp tại số 45 đường Liên Tĩnh, nay là đường Nơ Trang Long, để dạy Anh Văn và dùng nó làm cơ sở để truyền bá Tin Lành. Giai đoạn này, mục sư Kiều Công Thảo đã đến cộng tác với giáo sĩ I.R. Stebbins và sau đó trở thành vị chủ tọa đầu tiên của Hội Thánh Gia Đình. Ngày 16 tháng 4 năm 1950 đã trở thành một cột mốc vô cùng quan trọng của lịch sử Hội Thánh Tin Lành Gia Đình khi buổi nhóm đầu tiên được tổ chức với sự hiện diện của mục sư Trần Xuân Hỷ, chủ nhiệm địa hạt, và của 37 tín hữu trong Hội Thánh. Đây được xem là thời điểm Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Gia Đình được chính thức thành lập. Bắt đầu từ đây, dù còn nhiều khó khăn trở ngại, nhưng với sự ban ơn của Chúa, Hội Thánh vẫn cứ trung tín nhóm họp thờ phượng Ngài. Trong khoảng thời gian đó, có một số tín hữu tản cư từ các hội thánh Quán Tre, Thủ Dầu Một, Sóc Sải, Bến Tre cũng đến tham gia nhóm họp với Hội Thánh Gia Đình.
chính từ số tín hữu đầu tiên ít ỏi này, Chúa đã làm việc cách lạ lùng để tin lành được mau chóng đồn ra khắp nơi. Và chỉ trong vài tháng, hội thánh tại đây đã có sự tăng trưởng nhảy vọt với số lượng tín hữu lên đến hàng trăm người. Những năm đầu thập niên 50, cơ sở nhà Chúa không đáp ứng được nhu cầu nhóm lại. Từ nhu cầu trên, kế hoạch xây dựng nhà thờ được cầu nguyện và triển khai bằng cách lạc quyên tài chánh cho việc mua đất và xây dựng. Năm 1952, cùng với sự hỗ trợ từ Hội Truyền giáo, Hội Thánh đã mua được miếng đất với căn nhà phục vụ cho sự thờ phượng Chúa tại vị trí như hiện nay, số 109 Phan Đăng Lưu. Trong quá trình vận động xây dựng nhà thờ, Chúa đã cho tín hữu trong và ngoài Hội Thánh đã dâng hiến rời rộng như Hội Thánh Sài Gòn, Hội Thánh Biên Hòa. Đặc biệt, qua sự vận động của các giáo sĩ, bà Gwendolyn ở Mỹ đã di chúc dành cả số tiền của mình sau khi qua đời để dâng hiến xây dựng nhà thờ. Trong giai đoạn Hội Thánh đang xây dựng, năm 1954, phòng phát thanh tin lành gia đình cũng đã được giáo hội thành lập tại đây và hoạt động mỗi ngày 2 lần qua đài phát thanh Viễn Đông ở Manila. Phòng phát thanh tin lành gia đình hoạt động từ năm 1954 đến năm 1961, sau khi đài được chuyển về Thần Học Viện Nha Trang. Bên cạnh đó, năm 1955, ngôi thánh đường này cũng được vinh dự làm nơi tổ chức Hội đồng Địa hạt Liên hội Nam Việt và sau đó là Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 23. Đây là hội đồng đáng ghi nhớ, đánh dấu nhiều biến động trong lịch sử hội thánh như việc phân chia hai miền Nam Bắc hay là sự biểu quyết tu chỉnh rất nhiều những vấn đề về tổ chức, hiến chương, đường hướng của hội thánh trong thời kỳ mới tại miền Nam. Ngày 18 tháng 5 năm 1958, đánh dấu sự kiện đáng nhớ khi lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ được tổ chức thật long trọng. Ngôi nhà thờ được hoàn tất cách tốt đẹp với tổng chi phí khoảng 2 triệu đồng luôn cả đất vào thời điểm đó. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã sử dụng mục sư Kiều Công Thảo cách đặc biệt trong sự hình thành và phát triển hội thánh gia đình. Từ con số ban đầu chỉ có 37 tín hữu nhóm lại, cho đến năm 1960, thời điểm đầy tớ Chúa rời hội thánh, số tín hữu tăng lên 253 người lớn và 60 trẻ em. Từ một nơi nhóm họp tạm tại nhà riêng nhỏ bé, hội thánh có một nhà thờ khang trang với 600 chỗ ngồi để thờ phượng Chúa. Năm 1960, mục sư Thái Văn Nghĩa được bổ nhiệm về hội thánh để tiếp nối công việc Chúa. Đáng chú ý nhất trong giai đoạn này, đó là việc hội thánh mở được hội thánh tại Gò Vấp. Năm 1962, hội thánh khởi sự mua đất tại số 16/62 đường Lê Quang Định. Công tác xây dựng nhà thờ Gò Vấp được tiến hành. Đến ngày 21 tháng 3 năm 1964, việc xây dựng hoàn tất và hội thánh tổ chức lễ khánh thành trong niềm vui chung của con dân Chúa. Năm 1965, mục sư Nguyễn Tấn Lộc tiếp tục được sai phái đến. Đây là giai đoạn Hội Thánh Chúa tại Nam Phần đang chứng kiến sự bùng nổ chương trình truyền đạo sâu rộng và sự tăng trưởng vượt bậc số người tin Chúa. Hòa trong dòng chảy lớn đó, đáp ứng lời kêu gọi tất cả cho người chưa được cứu, Hội Thánh Gia Đình đã đẩy mạnh các chương trình truyền giảng tin lành trong khuôn viên nhà thờ và tại các địa điểm đông người như là chợ Phú Nhuận, chợ Bà Chiểu và đặc biệt là chương trình truyền giảng tin lành cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Cộng Hòa, nay là Bệnh viện 175. Bên cạnh sự đầu tư cho công tác truyền giáo, Hội Thánh cũng không quên công tác xã hội qua mảng giáo dục văn hóa. Ngày 16 tháng 2 năm 1967, Hội Thánh phát động chương trình Cơ đốc giáo dục và kết quả là trường Bethlehem được hình thành dưới sự tài trợ của Hội Hoàng Cầu Khải Tượng. Về sau, trường được xây dựng mới và đổi tên Trường Tin Lành Gia Đình, tiếp tục duy trì cho đến năm 1975. Ngày 5 tháng 7 năm 1969, mục sư Nguyễn Văn Tôi được bổ nhiệm đến Hội Thánh Gia Đình. Trong giai đoạn này, Hội Thánh thực hiện các chiến dịch truyền giảng tin lành cho người dân ở khu vực Gò Vấp với sự cộng tác của các hội thánh lân cận. Năm 1971, Hội Thánh khởi công xây cất tư thất mục sư cũng như cơi nới xây thêm tầng 1 của trường tin lành gia đình và mở thêm lớp dạy cắt may. Tháng 7 năm 1972, mục sư Nguyễn Thành Sơn vâng mạng Chúa đến để lo cho Hội Thánh.
Lúc này, hội thánh phát triển rất mạnh với số lượng tín hữu chính thức lên đến gần 600 người. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1972 đến 30 tháng 4 năm 1975, hội thánh vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền giảng Tin Lành, với đối tượng ưu tiên hướng đến là các phụ huynh học sinh trường Tin Lành Gia Đình. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nói chung và Hội Thánh Gia Đình nói riêng đều chịu nhiều ảnh hưởng và đối diện với rất nhiều thách thức. Số lượng tín hữu bị sụt giảm rất nhiều vì nhiều lý do khác nhau. Một số trở về quê nhà, một số đi vùng kinh tế mới, một số đi ra nước ngoài, số khác bỏ đạo vì sự bắt bớ, vân vân. Tuy nhiên, trong chính thời điểm rất khó khăn đó, quyền năng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ thật rõ ràng qua việc để giúp cho Hội Thánh từng bước củng cố và phục hồi. Chúa đã dùng mục sư Nguyễn Thành Sơn và ban chấp sự trong giai đoạn này cách đặc biệt để gây dựng đời sống đức tin của các con cái Chúa, giúp Hội Thánh vẫn được vững vàng giữa biết bao sóng gió. Cảm tạ Chúa vì trong suốt giai đoạn rất khó khăn này, từng hồi, từng lúc, Ngài đã dùng những truyền đạo phụ tá để cùng đứng với mục sư Nguyễn Thành Sơn lèo lái con thuyền Hội Thánh. Thập niên 80 là giai đoạn Hội Thánh thực hiện truyền giáo trong sự khó khăn. Dẫu vậy, đây cũng là giai đoạn mà Đức Chúa Trời đã dùng Hội Thánh cách đặc biệt. Các chương trình vẫn luôn được diễn ra và Chúa lấy những người được cứu thêm vào Hội Thánh. Các ban ngành được tái lập cũng như thành lập mới. Giờ nhóm thờ phượng được tăng lên 2 lễ vào mỗi Chúa Nhật. Ngày 6 tháng 6 năm 1997, mục sư Nguyễn Thành Sơn bất ngờ đổ bệnh và về nước Chúa. Chấp sự Nguyễn Quốc Oai, thư ký Hội Thánh được bầu chọn giữ chức quyền quản nhiệm với sự chấp thuận của địa hạt. Trong suốt thời gian này, với sự hiệp lòng của truyền đạo Nguyễn Hữu Bình phụ tá cùng toàn thể ban chấp sự, Hội Thánh đã tổ chức các chương trình bồi linh huấn luyện, xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ hóa. Hội Thánh cũng bắt đầu có ban nhân sự trọn thời gian cùng lo công việc Chúa. Năm 1999, do nhu cầu nhóm lại của con dân Chúa, Hội Thánh tổ chức nhóm thêm lễ 3 buổi tối vào mỗi Chúa Nhật. Buổi nhóm đầu tiên có khoảng 250 tín hữu tham dự. Năm 2001, mục sư Thái Phước Trường kiêm quản nhiệm Hội Thánh và mục sư nhiệm chức Nguyễn Hữu Bình giữ chức vụ phụ tá. Đây là thời điểm chứng kiến sự chuyển mình phát triển của Hội Thánh Gia Đình sau những năm dài vật lộn với những khó khăn và nhờ ơn Chúa để củng cố Hội Thánh. Bởi sự ban ơn của Chúa, số lượng tín hữu vào thời điểm này tăng hơn 2.000 người và số lượng tín hữu nhóm lại hàng tuần vào 3 lễ khoảng 1.500 tín hữu. Với đà tăng trưởng của Hội Thánh, ngôi nhà thờ được xây dựng gần 50 năm đang dần trở nên nhỏ hẹp, chật chội. Hội Thánh phải mở rộng thêm nhiều phòng và thêm nhiều tầng bằng vật liệu tạm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các con cái Chúa. Ngày 24 tháng 9 năm 2005, mục sư Nguyễn Hữu Bình chính thức được bổ nhiệm làm quản nhiệm Hội Thánh. Chúa dùng đầy tớ Chúa cùng các phụ tá một cách đặc biệt để cùng ban chấp sự gây dựng và phát triển Hội Thánh. Số lượng tín hữu tăng dần lên gần 3.000 người và nhóm lại hàng tuần 3 lễ vào khoảng 2.000 đến 2.300 tín hữu. Về công tác truyền giáo, Hội Thánh vẫn tiếp tục duy trì việc chứng đạo tại Bệnh viện Ung Bướu và tổ chức các chương trình truyền giảng hàng tuần tại nhà thờ. Điểm đáng lưu ý trong giai đoạn này đó là việc Hội Thánh bắt đầu mở rộng nhiều hoạt động truyền giáo đến những vùng xa hơn. Năm 2005, Hội Thánh Gia Đình cộng tác với Hội Thánh Tùng Nghĩa mở 5 điểm nhóm ở Lâm Đồng là Già Pe, Thái Sơn, Phú Sơn, Phi Tô và Nam Sơn. Trong đó, những phần hỗ trợ gồm phụ cấp nhân sự, mua đất, cất nhà nguyện và trang bị cơ sở vật chất. Tiếp đến, Hội Thánh Gia Đình cộng tác với Hội Thánh Thành Lợi, Vĩnh Long, mở Hội Thánh mới tại Thành Trung. Cũng trong khoảng thời gian này, Hội Thánh Gia Đình đã hỗ trợ nhân sự để gây dựng điểm nhóm và mua đất cất nhà nguyện cho điểm nhóm Đồng Xoài và điểm nhóm U Minh. Đồng thời cũng hỗ trợ phụ cấp nhân sự cho điểm nhóm Phú Trung, Bình Phước và điểm nhóm Tân Thành, Minh Lương. Một trong những thành quả lớn nhất Chúa ban cho Hội Thánh tại thời điểm này đó là tái lập Hội Thánh Thanh Đa sau nhiều năm ngưng sinh hoạt vào tháng 8 năm 2006.
Trước sự phát triển rất nhanh của Hội Thánh, nhu cầu tái thiết nhà thờ đã được đặt ra. Từ tháng 4 năm 2004, Ban Cổ động Tài chánh, Ban Xây dựng được thành lập. Ngày 28 tháng 3 năm 2009, Hội Thánh tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng nhà thờ mới có quy mô 9 tầng với kinh phí dự trù khoảng 15 tỷ đồng. Mọi sinh hoạt thờ phượng Chúa của Hội Thánh tạm thời dời đến địa điểm nhà thuê gần nhà thờ. Đến tháng 2 năm 2010, khi nhà thờ đã xây dựng phần thô đến tầng 3, Hội Thánh lại chuyển về nhà thờ mới, sinh hoạt tạm ở tầng 1 để tiết kiệm tài chánh. Tại Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 45, Mục sư Nguyễn Hữu Bình đắc cử vào chức vụ Tổng thủ quỹ Ban trị sự Tổng Liên hội. Vì nhu cầu của Hội Thánh chung, Mục sư Nguyễn Hữu Bình phải rời Hội Thánh gia đình. Ngày 6 tháng 3 năm 2010, Mục sư Đỗ Việt Hùng chính thức được bổ nhiệm làm tân quản nhiệm Hội Thánh. Ông tiếp tục gây dựng bầy chiên của Chúa, cũng như công việc xây dựng nhà thờ còn đang dang dở với sự cộng tác của quý đầy tớ Chúa khác. Ngày 8 tháng 10 năm 2011, Hội Thánh đã long trọng tổ chức lễ cung hiến đền thờ mới cho Chúa. Công trình thật quy mô, khang trang, đẹp đẽ đã được hoàn tất trong ơn Chúa với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng. Bên cạnh việc tiếp tục cộng tác với các hội thánh trong việc mở mang và gây dựng điểm nhóm ở các nơi xa, điều đáng ghi nhận trong giai đoạn này đó là Chúa cho Hội Thánh gia đình tự mở và xây dựng cơ sở tại điểm nhóm Hiệp Bình Chánh năm 2014, đồng thời thành lập điểm nhóm Bình Mỹ tại huyện Củ Chi. Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt chính thức được bổ nhiệm về lo công việc Chúa tại Hội Thánh gia đình sau khi Mục sư Đỗ Việt Hùng thay đổi nhiệm sở. Cùng hỗ trợ và cộng tác với quản nhiệm còn có các phụ tá cùng ban chấp sự Hội Thánh gồm 20 người và 350 nhân sự phục vụ trong các ban ngành. Cảm tạ Chúa vì trong thời điểm hiện tại, Hội Thánh đang có sự đồng thuận hiệp lòng của toàn thể tôi con Chúa trong việc gây dựng và phát triển công việc Chúa. Số lượng tín hữu hiện nay của Hội Thánh vào khoảng 3.500 người, chia thành 20 khu vực để thăm viếng và chăm sóc. Tại điểm nhóm Bình Mỹ, huyện Củ Chi, dù chưa được chính quyền công nhận điểm nhóm, nhưng Chúa cho sinh hoạt thờ phượng Chúa được duy trì cách đều đặn từ năm 2015 đến nay tại nhà một gia đình tín hữu. Hội Thánh cũng đang có kế hoạch mua đất và xây dựng nhà nguyện để trong những ngày đến, con cái Chúa tại nơi đây sẽ có nơi thờ phượng Chúa riêng biệt, thật khang trang. Công tác truyền giảng tin lành vẫn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hội Thánh gia đình. Những chương trình truyền giảng hàng tuần cho thân hữu tại địa phương, đặc biệt là những bệnh nhân và thân nhân tại bệnh viện ung bướu vẫn được duy trì vào mỗi tối thứ sáu và đem đến những kết quả rất lớn. Bên cạnh đó, những chương trình truyền giảng đặc biệt của Hội Thánh và của các ban hát lễ vẫn được thực hiện đều đặn theo từng quý. Đặc biệt, Hội Thánh tiếp tục quan tâm đến các nơi vùng sâu, vùng xa còn khó khăn để hỗ trợ về kinh phí mua đất, cất nhà nguyện, mua sắm trang thiết bị, phụ cấp nhân sự, v.v. Hiện tại, Hội Thánh đang hỗ trợ cho 16 điểm nhóm và Hội Thánh tại các tỉnh Lâm Đồng 3, Phú Yên 3, Quảng Nam 2, Sóc Trăng 2, An Giang 2, Kiên Giang 1, Hậu Giang 1, Tây Ninh 1 và Bình Thuận 1. Từ đầu tháng 12 năm 2019 vừa qua, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã phải đối đầu với cơn đại dịch nguy hiểm với tên gọi là Covid-19. Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, các hội thánh buộc phải triển khai chương trình nhóm thờ phượng Chúa trực tuyến. Nhưng từ hoàn cảnh khó khăn trên, chương trình cầu nguyện hàng tuần mỗi tối thứ bảy đã được Hội Thánh thiết lập để cầu thay cho đất nước, cho cộng đồng và cho Hội Thánh. Nhìn lại dòng lịch sử 70 năm của Hội Thánh Tin Lành gia đình, từ những bước khởi đầu gian nan, chật vật cho đến sự phát triển vượt bậc của ngày hôm nay, chúng ta chỉ có thể nói rằng đó là việc lớn Chúa làm. Giữa biết bao thăng trầm sóng gió, Chúa vẫn ở cùng Hội Thánh của Ngài và từng hồi từng lúc Ngài đã dấy lên những đầy tớ Chúa, những con cái Chúa hết lòng tận tụy hy sinh cho công việc Chúa để Hội Thánh Chúa có được thành quả như ngày hôm nay. Có thể đúc kết lại một điều, thuật lại lịch sử Hội Thánh Chúa tại gia đình 70 năm qua,
đó là thuật lại ơn Chúa đã ban cho hội thánh. Đây là cái nhìn về quá khứ, để mỗi chúng ta lớn tiếng tạ ơn Chúa về những điều Ngài đã làm cho hội thánh. Đồng thời, đó cũng là nền tảng để cả hội thánh cùng hướng đến tương lai với tất cả lòng tin quyết nơi Chúa, tiếp tục nhờ ơn Chúa để làm trọn sứ mạng được giao, cao rao danh Chúa. Nguyện Chúa tiếp tục đồng hành, ban ơn, dẫn dắt hội thánh trong chặng đường sắp đến, để các công việc lạ lùng của Chúa tiếp tục được bày tỏ qua hội thánh, và sự cảm tạ Chúa sẽ tiếp tục dâng tràn trong lòng tôi con Chúa như câu gốc trong lễ cảm tạ Chúa năm nay. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Thi Thiên chương 9 câu 1.